Đúng nha. Trời, bây giờ không cho tôi chính xác là tôi nghĩ luôn á. Tôi hát vậy mà. Mình thích lắm nè, nhìn mắt này liếm liếm nãy giờ. Anh thích em á. Ôi, em hỏi thật nha, thí dụ là những cái bài mà anh sáng tác á thì anh có nhớ lời không? À, cũng hên xui. Có nghĩa là nếu mà bài nào mà mình đi hát nhiều á thì nhớ, thì là mình nhớ. Còn bài nào mà mình hát ít ít á thì mình nhớ ít ít. Còn bài nào mà mình không có hát thường xuyên á, mình quên luôn, thì mình cũng không có nhớ thường xuyên luôn. Nó hơi khó chỗ đó. Ừ. Em không hiểu tại sao đó. Chương trình lại mời đến đây thi sàn đấu ca từ. À, thật ra thì... Về những ta đã xảy ra để anh.
đất hết những cơn đau những cơn đã qua. Tình có một ngày anh lại được bên em.
cho con tim anh đang xuyên sao, người làm cho con tim anh khờ dại. Nhớ dại điên lên vì nhớ em, đừng ngại ngần em ơi hãy đến bên anh này. Chỉ cần hai ta luôn luôn được bên nhau, không cần biết mai sau anh đi lúc đầu. Theo tình vui kia đi rồi, nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quãng đời làm người tình si quá mê say, ôm lòng vỡ nát, chút hết trong ly rượu nồng. Wow, trời đất quỷ thần ơi, hát hay dễ sợ. Hát mà dưới chúng nhảy theo luôn. Ôi chào bạn. Ủa, hát nhạc buồn mà, hát nhạc buồn mà nhúng chi vậy? Gì? Hát nhạc buồn mà. Rồi lắc lư theo chứ. Chiêu chứ. Chiêu theo chứ. Thôi hay chưa? Thôi cho hai bạn giới thiệu đi, chúng ta hai bạn. Mình trước hả? Dạ đúng rồi. Dạ em tên Bình. Nhà em quận 5. Mình có thể chi tiết hơn được không anh? Đường Nguyễn Trãi. À đường Nguyễn Trãi. Về vô cái hẻm nhỏ. Cái đó nhà mẹ. Nói chứ trình đầu tiên cho thằng Bình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn, lời chào dễ thương nhất. Con bé. Bé, nói đi em. Nói đi em. Xin chào tất cả mọi người, em là Liz Kim Cương và rất vui được quay trở lại với sàn đấu ca từ hai anh Hương, anh Bắp Hà. Em quay lại 3 lần rồi đúng không? Dạ. Em là 3 lần rồi. Đâu, em mới đi đến 1 lần à. Ủa đây là lần thứ hai thôi à? À lần này lần thứ hai, mối. Đây là mối. Khách mối. Khách mối của sàn đấu ca từ. Lần trước em được bao nhiêu giải thưởng? Em không nhớ nữa. Chắc không có. Và hy vọng là đợt này thì đối thủ của em cũng là một gọi là một người nặng ký đó. Thần đồng nhạc đó. Thần đồng âm nhạc đó. Nhạc sĩ và ca sĩ. Chỉ cái bệnh cái tội là không nhớ lời thôi. Ờ, em hỏi thật nha, thí dụ là những cái bài mà anh sáng tác á thì anh có nhớ lời không? À, cũng hên xui. Có nghĩa là nếu bài nào mà mình đi hát nhiều á thì nhớ. Thì là mình nhớ. Còn bài nào mà mình hát ít ít á thì mình nhớ ít ít. Còn bài nào mà mình không có hát thường xuyên á, mình quên luôn. Thì mình cũng không có nhớ thường xuyên luôn. Nó hơi khó chỗ đó. Ừ. Em không hiểu tại sao chương trình lại mời đến đây thi sàn đấu ca từ. À, thật ra thì chắc là tại vì anh nói chuyện dễ thương á. Anh nghĩ vậy. Mình bỏ qua cái vấn đề này đi. Và thưa quý vị, như là chúng ta gặp gỡ với hai vị đội trưởng rồi. Chúng ta xác định được một vị đội trưởng là mức bình thường. Và vị đội trưởng còn lại là chưa hề có chiến thắng nào trong suốt hai mùa cả. Hy vọng ngày hôm nay họ đối đầu với nhau sẽ có một kết quả khả quan. Dạ. Rồi, bây giờ xin mời. Mình thích lắm nè, nhìn mắt này liếm liếm nãy giờ. Anh thích em á. Mà cái ánh mắt không phải hướng về Linh Ca mà hướng về Lê Bảo. Chí, thế bây giờ có hai bạn đúng không ạ? Nhưng mà nhớ hai bạn thì mỗi người thích về một đội thì sao? Cũng được luôn. Cũng được luôn. Được luôn. Được luôn. Cái đó sự lựa chọn hai bạn. Phan xí. Bây giờ là hai đứa về đội với anh đi, tại vì anh thấy là hai đứa là chung team thì chắc chắn là sẽ là hay nghe nhạc chung đúng không? À không ạ, thật ra là em cũng bắt đầu gì làm em mới phải quay cùng anh Bảo, em cũng không thích lắm ạ. Ủa hai người không thích nhau hả? Ôi, thấy mặc đồ màu hồng chung tưởng. Ừ, mặc đồ đôi mà. Mở màn rồi wow duyên số. Nó chỉ là cái vỏ bọc thôi ạ. Không thân lắm. Đôi khi đứng kế nhà không phải là thân đâu. Dạ vâng. Ừ. Không nhưng mà anh đi về chị sang còn đơn không vậy? Sao ta? Anh chọn không? Bây giờ anh chọn có chọn không? List, em bây giờ chọn trước không? Mắt là anh chọn Bảo rồi đó. Anh khoái em nãy giờ rồi. Không, bây giờ lịch sự nè, bây giờ lịch sự là anh chọn Bảo trước. Xong anh sẽ lịch sự anh nhường cho chị Liz chọn Linh Ca. Xong với Linh Ca từ chối, xong Linh Ca về đội anh. Đó. À, kế hoạch hay phết. Đó là một kịch bản hay. Đó. Chứ bây giờ chứ anh nói, thôi hay em về đây hết với anh đi. Kỳ. Cũng kỳ, không lịch sự, không gà lăng. Không có lịch sự. Đúng rồi. Rồi bây giờ đầu tiên là giờ anh chọn là Bảo về đội anh nha. Đó. Tôi dạ vâng, em đồng ý ạ. Ừ, rồi. Về đấy với anh. Lên đó người ta về với ai cũng về đấy anh. Thành viên mà. Ừ.
Em nói nghe nè. Ở trên đời này có những người nói dối mà không biết chớp mắt luôn. Không phải, đây là sự mến chán. Không, sai rồi, bạn sai rồi. Tại sao bình thường tôi không bao giờ tôi đeo mắt kiến? Đó, tâm linh à. Mà hôm nay tự nhiên linh cảm của anh lại đeo mắt kiến. Em hiểu không? Tại vì giống em với giống Bảo. Chúng ta là một đội đeo mắt kiến. Ủa em đeo mắt kiến nè. Đúng rồi. Tào lao. Vậy thôi không sao cả. Duyên số đã xác định là chúng ta phải gặp nhau, chúng ta phải chung đội rồi. Thì còn gì nữa? Còn gì nữa để nói nữa? Xin mời. Còn gì để nói nữa? Về đội anh đi em. Hết rồi, không ai bắn chuông luôn. Ê, chọc anh nữa kìa. Rất đơn vậy. Anh đọc lại câu hỏi của em ghê. Đây là một bài hát có 10 chữ. Bài hát đoán. Của một bài hát có 10 chữ. Nói thương nhau thì đừng làm trái thương nhau đâu. Em không nhớ cái bài nào tên đến tận 10 chữ nhỉ. Em chỉ nhớ khoảng 6 chữ. Các bạn suy luận thế nào? Mời thời gian những chuông bắt đầu. Chị Lý. Xin mời. Đội Hồng Bình Lộn. Nói thương nhau xin đừng làm. Rồi ok, trái tim nghèo đau. Sai rồi. Gì vậy? Thế thì em trả lời hả? Đúng rồi. Xin mời. Có thương nhau thì đừng làm trái tim em đau. Sai luôn. Nói mình. Bác mình nè. Nói thương nhau anh được không? Thì đừng làm trái em tim em đau. Chính xác. Bây giờ nói câu dưới trước nè. Ừ, mình cùng bên nhau mãi mãi là chính xác chưa? Rồi sai luôn rồi đó. Cái gì sai luôn rồi đó? Ủa, sai luôn hả? Nói giỡn thôi. Ừ, biết mà. Chỉ cần hai ta luôn được bên nhau, không cần biết mai sau có được như lúc đầu. Ê, liếc quá nha. Chỉ anh bị trúng gió hả anh Bình? Chỉ mình bị thôi miên á. Rồi bây giờ xin mời Liz để đọc lại. Đọc chậm chậm thôi nha, không cần đọc nhanh. Ok, bây giờ em dám đọc lên đây. Yes I do. Từ từ. Anh yêu em hơn ngàn đám say. Yes I do, em yêu anh trong anh. Anh em. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Tôi ghi nhận đáp án của bạn. Nhưng sao mà tâm gì mà mọi người. Nãy giờ mình diễn sâu thôi. Chứ nghĩ sao mà list đọc gì mà sai được. Hệ thống là không nào. Trời, bây giờ không cho tôi chính xác là tôi nghĩ luôn á. Tôi hát vậy mà. Anh hát lúc đấy bị sai. Ừ, hát sai rồi. Nhưng người mà... ta gộp cả lúc hát và lúc đọc, phải chính xác cả hai. Không, nhưng mà lúc đọc chứ. Phải tính lúc đọc chứ. Hát vậy đó. Tại vì hát mình lên thì mình feel theo nhạc á mình. Hay là anh thay đổi luật của chương trình luôn đi. Luật chương trình kỳ quá. Phải tính là lúc đọc chứ, nhiều khi ca sĩ người ta phải có cái feeling. Dạ, chúng tôi sẽ cho bạn một đặc ân. Có cứu hay không ạ? Cứu chứ em. Cứu đi. Quyền thực hiện thử thách cho đội hồ xoan. Xin mời đứng xem video ạ. Hát luôn ạ. Vô. Ba, hai, một, chạy.